Hướng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hôm nay ngày 11 tháng 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2023 tại xã IARV, huyện Esup. Tham dự có các đồng chí Ibianie, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Hờ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Tại chương trình trao tặng 3 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá khoảng 100 triệu đồng cho các gia đình khó khăn về nhà ở, tặng 3 con bò giống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gói 1.800 chiếc bánh chưng tặng cho các em học sinh và nhân dân, trao tặng 350 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng quà cho 60 học sinh trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, tổ chức dân hàng không đồng và khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người. Đồng thời phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ibianie, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản là ngày hội của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, tạo nên hoạt động văn hóa rất ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của những chiến sĩ biên phòng đối với đồng bào đang ngày đêm cùng bộ đội biên phòng bám trụ, làm cột mốc sống nơi biên giới, khẳng định tình đoàn kết quân dân gắn bó, nhân lên sức mạnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.